chào các bạn và các anh chị. Mình tên Thông, hiện tại là chủ doanh nghiệp. Bài học mình tâm đắc nhất sáng giờ của thầy đó là cái phần code trực tiếp của thầy và anh về cái điện nước. Cái đó là trước mắt em luôn và thực tiễn luôn. Là trước giờ là những cái giáo trình, những cái gì mà mình qua coi qua sách báo hay là kia đó, nó thật sự là lý thuyết. Cái này là trước mắt mình luôn. Là khi mình bị cái chốt bồ gì đó, khi có code là nó sẽ như thế. Và mình tự giải quyết luôn luôn. Mình tự trả lời câu hỏi của mình. Đúng rồi. Và xin cảm ơn các bạn. Đúng rồi. Mời một bài học của bạn hồi sáng giờ, các bạn học được gì? Mời em ạ. Ông này rất là bất ngờ là ông ở sát nhà thằng Ngọc Sơn Kiên ở trên Gia Lai mới ghê. Ok rồi, cho bạn tên gì ạ? Em tên là Đỗ Mạnh Cương, hiện giờ đang làm chủ doanh nghiệp. Chào bạn Cương, đang có bạn lớn. Bài học em là gì ạ? Dạ. Sáng giờ em học được bài học kinh nghiệm là mình phải có cái mục đích rõ ràng và lên kế hoạch chi tiết, càng chi tiết càng tốt để nhấn thân vào cái mục đích đó để đạt được mục đích. Trường hợp mà mình chưa xác định được một mục đích rất là rõ ràng, rất nhiều bạn bước vào cái đó đúng không? Thực sự là các bạn rời khỏi lớp này, các bạn vẫn biết rằng là chúng ta cần phải có cái mục tiêu rất là rõ ràng, nhưng mà nhiều lúc chúng ta chưa có kinh nghiệm hoặc cái năng lực chúng ta chưa đủ tới đó, thì làm cách nào để bạn có được một cái mục tiêu rất là rõ ràng? Mục tiêu rõ ràng là nó dựa theo cái khả năng của mình trải nghiệm và đánh giá cái cuộc môi trường xung quanh. Nhưng mà bạn bị hạn chế mất cái chỗ đó. Làm sao để bạn có được cái mục tiêu rất là rõ ràng khi bạn học? Thứ nhất mình phải luôn đặt những cái câu hỏi về điểm yếu, điểm mạnh của mình. Tốt. Rồi đặt những gọn đó luôn mà nó vẫn chưa ra thì mình phải như thế nào? Đặt câu hỏi vẫn chưa ra thì mình đi tìm những cái người mà họ đã thành công. Tốt. Các bạn nắm cái mô tốt chưa? Ok cho các bạn ơi. Các bạn đi tìm những cái người đó. Ok chưa? Và các bạn cứ hỏi với họ, các bạn nói chuyện với họ. Các bạn có hình dung ra điều này không? Ok cho các bạn ơi. Để làm cho cái vấn đề đó nó như thế nào ạ? Nó rõ ra, đừng cứ tự giữ một mình. Hồi sáng cái anh điện nước đâu? Anh điện nước anh nói một câu rất là tuyệt vời. Anh nói đúng là phải bỏ cái kia vô ra, đúng. Chính xác. Các bạn mình chịu khó bỏ cái đó ra một cái, ok mà các bạn chịu khó đi hỏi rồi những người đó họ hỏi bạn. Các bạn đừng có xem là gì mà các bạn xem là một cái cuộc phản biện gì đó. Okay. Xem như đó là một cuộc phản biện gì đó. Lập tức mọi thứ các bạn bắt đầu nó như thế nào ạ? Nó rõ ràng. Chứ còn không các bạn cứ có cái mục tiêu của bạn là bạn cứ giữ một mình. Các bạn tưởng nó rõ rồi nhưng mà thực sự nó không có rõ. Ok chưa? Mà khi cái mục tiêu nó rõ thì các bạn rất là dễ làm. Dễ ghê lắm. Ok nha. Còn gì nữa không em? Khi xác định mục tiêu, khi xác định một nhà lãnh đạo thì nó gặp một số cái yếu tố. Em nói cho voi em lớn được chút. Đây là cái ông này muốn lớn đó. Khi mà xác định cái mục tiêu ấy thì phải hiểu được nhà lãnh đạo thì họ phải hội tụ được những cái yếu tố là kỹ năng kinh doanh, và kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng mà kỹ năng về công nghệ và đại mai thì cần những cái năng công nghệ. Ok, còn gì nữa không ạ? Rồi các bạn nào có tay thì lớn nhé. Học được sáng nay là em đã rất là tuyệt vời. Em tên là Cẩm Nhung, em là chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời các bạn. Tại vì bản thân em thì khi giống như là khi nói em tự tin thì nhưng mà được, nhưng mà khi đứng trước đám đông thì có thể cái giọng nói của em hiện tại bây giờ cũng vậy, thầy có thể sẽ biết em cũng đang run. Cái giọng nói em nó phát ra cái cảm giác là giống như muốn khóc hay là mọi người nghe là em muốn run rồi. Nhưng mà cảm giác là khi mà học được cái hồi nãy thầy huấn luyện cho bạn đó và cả lớp được mọi người nhìn thấy á, thì cảm giác là em có đủ mạnh mẽ, đủ tự tin và tạo cho mình một cái thói quen là mình ôm sâu cái tiềm thức của mình đầy tự tin, tôi làm được và tôi có khả năng làm được. Rất là tuyệt vời. Ok. Cái thứ hai là em chưa có suy nghĩ mình kinh doanh bao giờ. Tại vì hôm qua em vô lớp này là do chồng em bắt em đi. Tại vì em là giáo viên nên có chồng lớp em có. Dạ đây.
Em cái suy nghĩ nó bảo thủ, em chỉ muốn giống như an nhàn, an phận, chỉ là giáo viên nên an phận hữu thừa thôi. Nhưng mà chồng kêu em đi đi để khai cái đầu em cho nó sáng lên. Nên thôi cũng đi. Rồi đi ngày hôm qua thì về em mới nói ngày mai cho em đi nữa nha. Bố thầy. Là tự nhiên cái trong đầu em nó có một cái kế hoạch kinh doanh cho bản thân mình và đưa lên chi tiết cụ thể. Hồi nãy em nói cho anh này thì anh nói có thể nói thầy, nhờ thầy thử coi có khả năng phát triển được. Ok, rất tuyệt vời. Những người trên đó cảm ơn phần mềm bắt đầu được cái. Rồi, ok không ạ? Cái đặt rồi. Những bạn như vậy nha, và họ follow theo đúng quy định đó, là họ đi nhanh hơn những bạn mà kinh doanh trước đây làm nham đó, chứ không phải giỡn đâu. Những cái dạng như bạn này nói, tức là họ hoàn toàn không có cái tưởng gì đó, vô là họ không có một cái lực cản, họ không có cái sự so sánh, họ có gì hết. Các bạn hiểu ý của nào mà họ vô là họ vô như thế nào, họ vô nó họ vô giống như mà cái máy tính đó, các bạn thấy cái đĩa hồi kia các bạn mua cái đĩa mới vậy thôi, chúng ta cài vô là nó ngọt luôn. Mà sau này chúng ta xóa đi rồi chúng ta cài cái khác, nó bị bồ sao vậy? Cái bạn như ra điều này chưa? Đó, những cái bạn như vậy á là họ cứ, tại vì họ không có cái sự so sánh với hai cái bạn, là họ cứ bước bộ của hai bạn, họ đi thẳng đường, họ đi rất là, cái đó là cái đường học mà sáng mệt không? Rất là tuyệt vời, các bạn một tràng tay từ lá lớn lên. Mời một bạn khác đi ạ. Một bạn khác, sáng giờ là học được một bạn đó là bạn gì? Rồi, mời bạn này, từ dưới Cần Thơ lên đây đúng không? Xin chào mọi người, tự giới thiệu mình là Trần Long Hải, mình là chủ doanh nghiệp Rồi. Bài học của mình rút ra được đó là khi hồi tối thầy đặt mình vô cái trường hợp là người ở dưới quê lên thành phố, không có bà con thân thù gì hết. Mình cũng thử giả lập mình trường hợp như vậy. Và mình thử mình coi, mình suy nghĩ là mình không ở khách sạn thì mình sẽ ở đâu? Đố mọi người tối mình ở đâu? Vin shop không, không phải Vin shop, mua ghế đá, ghế đá công viên đúng, cũng gần giống giống vậy đó. Nhưng mà tối mình ngủ trong băng ghế của bệnh viện. Vậy là tiết kiệm được bao nhiêu tiền ạ? À? Tiết kiệm được 100 mấy ngàn, có từ tháng ngàn vậy. Mới đầu thường đó thì nó lên không có chỗ ở thì ra công viên ở. Nhưng mà công viên thì không có mái che mà nguy hiểm nữa. Mình qua chuyển về bệnh viện. Bệnh viện nào vậy? Bệnh viện Nhi Đồng 2 á thầy. Nhi Đồng 2 á thầy. Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỗ Lý Tự Trọng, Nguyễn Du thầy. Sau này nếu mà em kinh doanh thành công thì cái bệnh viện đó là mãi mãi là chỗ ăn tè. Ok không ạ? Nhưng mà sử sạch. Ok không ạ? Rất là tuyệt vời. Rồi. Với một cái bài học đó là mình phải có kỹ năng ra quyết định. Đúng rồi. Thật sự mà nói, khi mà để ra quyết định mà học cái khóa 20 triệu em có thầy á, rất là cân nhắc. Thật sự hiện tại là cái tài chính mình không đủ đáp ứng đó. Nhưng mà mình quyết định là mình đặt mình vô cái trường hợp là thế đã rồi, làm đăng ký. Và khi đó mình sẽ tìm cách để đúng mà rồi. Chính xác, cái đó là cái khả năng quý rồi. Dạ. Mình nếu mình nghĩ là mình sẽ được làm được thì mình sẽ làm được. Còn nếu mình nghĩ mình không làm được sẽ là không làm được. Dạ, cảm ơn các bạn. Thầy. Tiền để đi học cũng giống như cái việc mà ý như là khi mà chúng ta yêu á, các bạn quyết định rằng là mình chấm với cô gái cái đó, mình yêu cái cô gái đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Lúc đó đã yêu chưa? Chưa. Mới mơ thôi. Mơ cô gái đó là sẽ là người yêu của mình. Mình sẽ yêu cô gái đó, vợ đầu mình mới lên kế. Anh vào đó là mình mới cứ cảm mình tán, mình làm đủ mọi thứ. Thì chừng cuối cùng nó như thế nào à? Mình đạt được một tiêu, ý chang vậy. Chúng ta phải có khả năng để quyết định và chúng ta phải có khả năng để đạt được cái mục tiêu đó. Ok chưa? Và đó là cái kỹ năng rất là tuyệt vời của người làm kinh doanh. Người làm kinh doanh bắt buộc phải có cái khả năng đó.
Ok các bạn ơi, người làm kinh doanh họ phải có một cái khả năng rất là tuyệt vời ở chỗ này nè. Bạn dám làm những cái mà không đảm bảo nó thành công, bạn dám làm thì tất cả những người đó là những người lãnh đạo trên thế giới này. Ok các bạn. Ok các bạn ơi. Còn tất cả những người chờ đảm bảo rồi mới làm thì tất cả những người đó chỉ đi làm công thôi. Hiểu không? Hiểu không các bạn ơi? Những người dám làm những cái mà không ai đảm bảo và họ tin rằng, họ chỉ tin rằng họ sẽ làm được. Và họ ra quyết định rằng họ nhận cái trách nhiệm đó về họ. Thì tất cả những người đó là những người làm lãnh đạo tốt. Ok không ạ? Ok các bạn ơi. Một người huấn luyện viên họ dẫn dắt cái đội bóng đó không gì đảm bảo là đội bóng của họ vô địch hết, nhưng mà họ tin rằng đội bóng họ sẽ vô địch. Và họ tìm mọi cách huấn luyện đội bóng họ, họ làm mọi cách để đội bóng họ vô địch. Thì như vậy người đó mới trở thành huấn luyện viên được. Ok không ạ? Ok bạn ơi. Còn cái người mà chờ cái đội mình vô địch mới dám làm huấn luyện viên, tất cả những người đó không làm huấn luyện viên được. Các bạn hiểu các bạn chắc kìa. Ngày hôm nay chúng ta bạn không có cái gì hết, mà bạn tin rằng trong 2 năm nữa mình sẽ có một doanh nghiệp rất là gì? Thành công. Mình phải có mục tiêu rất là rõ ràng như vậy. Và mình có một cái hạt để đạt được cái mục tiêu đó, tất cả những người đó đều thành công trong cuộc sống. Ok các bạn ơi. Các bạn có hiểu ý của mình à? Nghĩa là bây giờ mình tóm gọn lại này, nghĩa là chúng ta dám lãnh nhận một cái gì, không có điều gì đảm bảo trong tương lai. Chúng ta chỉ có một cái niềm tin vô cùng mạnh lên là ta sẽ làm được nó. Tất cả những người đó đều làm cái dân rất là tốt, đều làm lãnh đạo rất là tốt. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Còn mướn cái ông này về, tôi giao cho anh ngay trong tháng này, anh phải đưa doanh số về 2 tỷ. Anh này phải xin qua. Hồi giờ các công ty này có ai làm 2 tỷ chưa? À, chưa. Tôi muốn giao cho anh đó. Vậy thì tôi không làm. Ok không ạ? Thì tất cả những người đó làm lãnh đạo, làm trưởng phòng người ta còn không cho nữa. Ok không ạ? Ok các bạn ơi. Nhưng mà trong đó có những người đứng lên, xung quanh đứng lên, đưa việc này cho tôi. Tôi tin rằng tôi làm được, lập tức người đó trở thành lãnh đạo này. Ok không ạ? Ok các bạn ơi. Tất cả các bạn có cái tố chất đó. Các bạn làm kênh lon rồi. Rồi, bạn nào một bài học nữa, sáng mai học được là gì? Mẹ. Em tên là Phan Thị Hương Tình. À, Hương Tình. Tên của em cực kỳ hay. Em đang là chủ doanh nghiệp. À, ok, cho. Trong buổi học hôm qua và hôm nay thì em học được rất là nhiều điều bổ ích. Nhưng mà trong hôm nay á thì thầy kể những cái ví dụ về những anh chị đi trước đã rất thành công. Và em tin rằng mình sẽ thành công, nhất định em sẽ thành công. Đó là cái động lực giúp em thành công. Chính xác. Tin chắc sau này mình sẽ thành công. Chính xác. Các bạn có tin bạn là thành công à? Đó. Đúng rồi. Khi em tin em thì tất cả mọi người xung quanh tin mình em. Ok không ạ? Khi bạn không tin bạn thì tất cả mọi người xung quanh cũng sẽ không ai gì ạ. Không ai tin bạn hết. Nó là có các bạn nào học xong lớp này về mà vợ mà có không tin bạn á thì chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Anh tin anh là được rồi. Ok bạn, anh tin anh làm được là được rồi. Đừng có chờ vỡ tin rồi mình mới dám tin. Ok chưa? Mà mình phải gì? Ok không? Mình phải tự tin trước. Rồi vợ mới gì? Nó tin mình. Phải về phải chờ vỡ tin rồi Trung mới dám tin mình rồi. Ok chưa? À, nó là chỉ cần mình gì? Mình tin mình thì bạn sẽ thuyết phục tất cả mọi người trên thế giới này tin bạn. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Bạn mà hiểu ý của mình không ạ? Đó là rời khỏi lớp này, bạn chỉ cần giữ một cái duy nhất là mình phải tin mình. Tất cả những người khác từ từ họ sẽ tin bạn hết. Ok các bạn ơi. Và cái đó là các bạn phải giữ trong lòng. Và cái đó là cái điều mà em cần phải có. Ok chưa? À, cho bạn một tràng pháo tay thiệt lớn nữa đi.